Ok, xin chào quý các bạn đã trở lại với channel của mình là Food Gaming đây. Ok, thì clip ngày hôm nay thì mình sẽ làm về cây nút cờ 2 Infernal Dragon nha các bạn. Ok, khá là ghê đấy. Ủa, mấy thằng này nó chém ghê nha. Ê, thì khẩu này có chức năng nè. Nếu các bạn chém được 3 người thì nó sẽ có cái linh khí nè. Ui, thằng này nó chém như hắc đấy nha. Thì cây này mình chém chưa quen các bạn ơi, nó hơi khó chém mà được cái tầm nó rất là xa. Thôi thì bữa nào thì mình sẽ làm về cái càng cua đi. Cây gì bạn như phải biến tướng bếp này, tướng bếp sẻng này. Ui, sẻng à, sẻng này, sẻng sẻng ha, này sẻng này nào, vô nữa nào, vô nữa nào. Ui, thằng này hắc luôn này. Ui, má nó chơi đâm lén rồi các bạn. Rồi, lại đây với bố này. Mày, mày, né, né này, né này, lì này. Ui, má thằng này nó né rất là ghê các bạn. Né này, tao bực rồi này. Lại đây, ở đây đây. Mày này. Ui, ghê quá, ghê quá, ghê quá, ghê quá. Mày này. Thôi thôi. Thôi bỏ thằng đó đi. Tao bực rồi đó nha. Tao bực rồi đó nha. Này nó lừa tiền đấy. Mày lừa tiền à. Má bắt buộc rồi mình phải giết thằng này các bạn ơi. Má nó giết để giờ mình mấy lần rồi. Mình rất là ức chế. Ngọc rồng này, cầm ngọc rồng này. Mày, mày. Ui, đây 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 đây. Mày này. Mày này. Lại đây. Thì cái tầm này rất là xa, nhưng các bạn nhưng cái tầm của nó khá là nhỏ các bạn. Bạn muốn đâm thì nó không có xa, giống như là kiểu như nó quẹt. Như là quắm với sẻng các bạn. Nó chỉ đâm cái hướng cố định thôi, cho nên thì cây này thì đâm hơi khó. Ui, nó xài rìu 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 xanh này, rìu tinh thể rìu này rìu. Ui, thằng kia nó có cái rìu xinh quá các bạn. Mày rìu này, rìu này. Đâu thằng cuối đó, còn một thằng cuối nữa thôi. Mày đâu rồi? Clip mình xin dừng ở đây. Các bạn xem clip nhớ like, share và subscribe để ủng hộ cho kênh của mình nha. Rồi, xin chào các bạn.